em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 102, luyện tập trang 21, vở bài tập môn toán lớp 4, tập 2. Các em nhớ đây là tập 2 nha. Ôi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Ồ, nếu các em đã sẵn sàng rồi thì nhớ là chúng ta cần phải có giấy nháp nha. Rồi, bây giờ các em sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài hôm nay thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta. Bài số 1. Họ yêu cầu mình rút gọn các phân số. Vậy thì để rút gọn được các cái phân số này thì trong cái bài 101 rút gọn phân số chúng ta đã nắm rồi. Rút gọn phân số tức là chúng ta đưa phân số đó trở thành phân số tối giản, tức là rút gọn một cách nhỏ nhất có thể, đúng không? Rồi, vậy bây giờ chúng ta thấy này, 21, 28, tử là 21, mẫu là 28. Vậy thì để rút gọn được cái phân số này thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 7, đúng không? Nó sẽ bằng 21 chia cho 7 trên 28 chia cho 7. Vậy thì 21 chia cho 7 bằng 3. 28 chia cho 7 thì bằng mấy? 4 không? Đó, đây sẽ bằng 4. Vậy thì phân số này chúng ta sẽ rút gọn nó bằng 3/4. Được chưa? Rồi tương tự như vậy. 9 trên 36. Chúng ta thấy 36 có thể chia hết được cho 9. Vậy thì chia cả tử và mẫu cho 9. 9 trên 9 chia cho 36 chia cho 9. Rồi, 9 chia 9 được 1. 36 chia cho 9 được 4. Đây sẽ bằng 1/4. Được chưa nào? Rồi, đến phân số tiếp theo. 18/54. Vậy thì chúng ta thấy 54 chia hết cho 18 được, đúng không? Vậy thì cũng sẽ thực hiện chia cả tử và mẫu cho 18. 18 chia 18 trên 54 chia cho 18. Vậy thì 18 chia cho 18 bằng 1. 54 chia cho 18 bằng 3. Chưa? Phân số tiếp theo là 30/48. Vậy thì chúng ta thấy ở đây 48 với 30 thì chúng ta cũng làm cái phương pháp liệt kê giống cái bài trước thầy đã nói, đúng không? Chúng ta thấy hai thằng này có thể cùng chia hết được cho 6, đúng không? Chúng ta sẽ lấy 30 chia cho 6 trên 48 chia cho 6. 30 chia 6 sẽ bằng 5. 48 chia 6 sẽ bằng 8. Được chưa? Rồi. Cuối cùng là 90/72. Vậy thì 90/72 thì chúng ta thấy hai cái ông này có thể cùng chia hết cho một số, đó là số 18, đúng không? Sẽ bằng 90 chia cho 10 18 trên 72 chia cho 10 18. Rồi, và các em sẽ bằng bao nhiêu? 90 chia cho 18 thì các em sẽ được 5. 5 8 40, 0 × 4 = 1, 5 × 4 = 9. 72 chia cho 18 thì sẽ được 4. Rồi, và cuối cùng 72/42 thì quá dễ rồi. 72/42 thì sẽ đều chia hết cho 6. 72 chia 6 trên 42 chia 6. Thì 72 chia cho 6 thì được mấy nhỉ? À, cái này sẽ được 12 nha. 42 chia 6 sẽ bằng 7. Phân số này sẽ bằng 12/7. Rồi, xong bài số 1. Quá đơn giản. Rồi đến bài số 2 nè. Bài số 2, người ta yêu cầu mình khoanh vào những phân số bằng 3/4. Đó, tức là bằng
phân số nào ở đây bằng phân số 3/4 thì chúng ta sẽ khoanh tròn. Chúng ta sẽ thực hiện việc rút gọn các phân số này thôi. Thì 9/12 này, chúng ta xác định là 3/4. 3/4 tức là phải có mẫu là 4 và tử số là 3. Chúng ta cứ thực hiện. Ta sẽ lấy 9 chia cho 3. Tức là chúng ta sẽ lấy cái tử này chia cho bao nhiêu đó để được 3. Đó, để xem cái phân số nó có bằng không. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ chia cho 3 đi. Đây sẽ chia cho 3. Ở đây thì sẽ bằng 9 chia 3 bằng 3. 3, 12 chia 3 bằng 4. Như vậy đây sẽ bằng phân số đầu tiên. Ta sẽ khoanh 9/12. Đúng không? Phân số tiếp theo 15/16 nè. Tiếp tục nha, thầy sẽ đưa sang đây cho các em dễ nhìn này. 15/16. Vậy thì chúng ta đang xác định là 3 thì chúng ta cứ thấy 15 chia cho 5 thì nó sẽ bằng 3, nhưng 16 không thể chia được cho 5. Vậy thì chắc chắn là gì? Phân số này không thể bằng 3/4 được, đúng không? Đơn giản vậy đi. Tiếp theo 15/20. Thì chúng ta sẽ thấy 15 chia cho 5 được, 20 chia được cho 5. Vậy thì 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4. Vậy thì đây là phân số bằng phân số 3/4. Đó. Tương tự như vậy, 18 chia cho 25. Thì chúng ta thấy 18 chia cho 3 thì được 6, tức là sẽ chia cho 6. Nhưng mà 25 này thì không chia được cho 6, đúng không? Đấy, do vậy ở đây thì nó sẽ bằng 3 nhưng mà mẫu thì sẽ không bằng 4 được. Do vậy phân số này chúng ta loại, đúng không? Rồi và cuối cùng này, là 18/24. 18 chia cho 24 này, chúng ta thấy hai cái này đều có thể chia được cho 6. 18 chia cho 6 thì bằng 3, 24 chia cho 6 bằng 4. Vậy đây sẽ là một phân số nữa bằng 3/4. Được chưa? Đó. Ta đến với bài số 3. Bài số 3 người ta yêu cầu mình khoanh phân số bằng 25/100. Đó, các em lưu ý này, phân số 25/100. Vậy thì phân số này chúng ta có thể rút gọn nó nữa nha. Tức là trong những phân số này, 25/100 ta chia cả tử và mẫu cho 25 thì sẽ được 1/4. Vậy thì trong các phân số này nè, phân số dưới nè, thì nếu phân số nào bằng 25/100 hoặc bằng 1/4 thì nó sẽ bằng với phân số này, đúng không? Và đây là hai phân số bằng nhau nè. Bây giờ chúng ta sẽ xác định từng thằng một nè. 5/20 nè. Đó. 5/20. Bây giờ để xác định cái phân số này nó có bằng 1/4 hoặc là 25/100 không thì chúng ta có thể nhân lên hoặc là chúng ta chia. Vậy thì ví dụ chúng ta nhân lên này thì nó sẽ bằng 5 × 5/20 × 5. Vậy thì rõ ràng cái này bằng 25/100, đúng không? Hoặc chúng ta rút gọn nó đi nè. Rút gọn thì sẽ là 5/5/20/5. Vậy thì đây nó sẽ bằng 1/4. Vậy thì rõ ràng đây là phân số bằng với phân số 25/100. Các em hiểu chưa? Đó, vậy chúng ta có thể nhân lên hoặc chúng ta rút gọn đi, tùy theo phân số nha. Rồi tiếp theo là 15/65. Vậy thì rõ ràng phân số 15/65 này, chúng ta thấy mẫu số này là nó đã nhỏ hơn 25 rồi. Và 15 này mà rút gọn, tức là 15 chia cho 15 đi, tức là để nó ra phân số là 1 đó, thì 65 lại không chia hết được cho 15 nha. Số này không được. Do vậy phân số này chúng ta loại. Rồi, tiếp theo là 3/12. Phân số 3/12 này thì chúng ta thấy chúng ta có thể chia cả tử và mẫu cho 3. 3 chia 3 trên 12 chia 3, đúng không? 3 chia 3 sẽ được 1, 12 chia 3 được 4. Vậy rõ ràng phân số này bằng 1/4. Vậy thì đây là phân số
bằng với phân số 25 phần phần 100. Được chưa? Rồi, phân số 8 trên 2. 8 trên 2 này có bằng được không các em? Không thể bằng được bởi vì cái này chúng ta chia ra nó bằng 4 rồi. Loại nhá. Phân số cuối cùng là 20 trên 80. 20 trên 80 này chúng ta có thể chia cả tử và mẫu cho 20. Đúng không? Đó. Vậy thì 20 chia 20 bằng 1, 80 chia cho 20 bằng 4. Vậy thì đây là phân số bằng 1/4. 1/4 tức là bằng 25/100. Và đây là phân số thứ 3. Vậy thì có 3 phân số bằng với 25/100 hay là bằng với 1/4. Giờ đấy sẽ có rất nhiều người em không phát hiện được ra hai cái phân số này đâu nha. Đó, mà chúng ta phải đưa về cái dạng rút gọn của cái phân số này. Được chưa? Nên đây là bài này hơi nâng cao hơn một tí thôi, không có gì hết. Rồi chúng ta đến với bài số 4 nào. Bài số 4 là tính theo cái mẫu. À, cái mẫu họ làm nè. 4 x 7 x 9 trên 4 x 5 x 9 tức là ở đây là các cái số thừa số chung 4, 7, 9. Đây có 4 nè. Trên tử có 4, dưới mẫu có 4. Trên tử có 9, dưới mẫu có 9. Để ta một lượt bỏ đi. Vậy thì đây sẽ còn là 7/5. Đó, và các em lưu ý ở đây tất cả cái phép tính này đều phải là phép đồng như nhau nha. Đó, có thể là nhân hết hoặc là gì trừ hết hoặc cộng hết hoặc chia hết thì mới đơn giản được như này. Nếu mà đây là cộng thì chúng ta không loại trừ được như thế này nha. Đó, chúng ta sẽ làm câu A nè. Câu A thì các em quan sát ở đây chúng ta thấy nè. Trên tử có 5. Dưới mẫu có 5 chúng ta sẽ gạch. Đúng không? Trên tử này có 11, dưới mẫu có 10, 11. Vậy thì phân số này trên tử còn là số 2. Và dưới mẫu này sẽ còn là số 3. Trời, dễ như ăn cháo nhỉ. Tiếp theo. Với phân số này chúng ta xác định nè. Trên tử này có 8 nè. Dưới mẫu này cũng có 8. Trên tử có 12. Dưới mẫu cũng có 10, 12. Vậy thì giờ tử chỉ còn số 10, 17. Và mẫu sẽ còn số bao nhiêu? 10, 19. Rồi. Trên tử có 6 không? Không có 6. Trên tử có 9. Dưới mẫu có 9. Trên tử có 11. Dưới mẫu có 11. Vậy thì đây sẽ còn là 6 trên 10, 12. Và 6 trên 12 này các em có thể rút gọn được tiếp này. Nó sẽ chia cả tử và mẫu cho 6. 6 chia 6 sẽ bằng 1. 12 chia cho 6 sẽ bằng 2. Vậy thì rút gọn đi nó sẽ bằng 1/2. Rồi. Tùy theo có thể thầy cô em chỉ lấy đến 6/12 thôi. Đó, nhưng mà thầy sẽ rút gọn chúng ta thành tối giản luôn là 1/2. Rồi, tiếp theo. Đúng thì ghi chữ đ, sai thì ghi chữ s, tức là chúng ta ghi chữ đ hoặc chữ s vào đây. Thì chúng ta sẽ xác định. Ở đây chúng ta thấy nè. 6 nhân 2 cộng 4. Đó là trên tử đúng không? Ở dưới mẫu nè. 7 nhân 2 cộng 4. Vậy thì dưới mẫu với tử ở đây người ta đừng lược bỏ 2 với 2, 4 với 4. Ở nhìn như thế này chúng ta thấy là gì? Có vẻ là gì? Đây thì còn 6 và đây còn 7. Có vẻ là rất đúng. Nhưng chúng ta lưu ý, đây là phép nhân, đây là phép cộng. Đây là phép nhân, đây là phép cộng. Vậy thì trong nguyên tắc như cái bài số 4 thầy đã nói rồi, nó phải đều là chung về phép tính thì mới được nha. Đây là phép nhân thì đây phải phép nhân thì mới loại bỏ được. Nhưng mà đây là phép cộng. Đó, vậy chắc chắn là gì? Cái này sẽ là sai. Được chưa? Đó. Tương tự như vậy ở đây thì chúng ta thấy 6 x 2 cộng 4, 7 x 2 cộng 4. Vậy thì người ta làm là tuần tự từ bên trái sang bên phải. 6 x 2 bằng 12, 12 cộng 4 bằng 10, 16. 7 x 2 bằng 14, 14 cộng 14 bằng 18. Người ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho 2. 16 chia 2 bằng 8, 18 chia 2 bằng 9. Vậy thì rõ ràng đây là một phép toán rất là đúng. Đó. Rồi, vậy thì đến đây chúng ta đã
hoàn thành xong về cái bài số 102 này. Và như thường lệ, cuối mỗi một cái video các em nhớ chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều bạn bè nha. Rồi, tạm biệt các em.